1911, cách mạng Tân Hợi đồng loạt nổ ra, đánh tan chế độ hoàng đế hơn 2.000 năm của Trung Quốc, từ đó không còn hoàng đế nữa. Nhưng chẳng những Trung Quốc không được thiên hạ thái bình, trái lại còn bước vào một thời kỳ loạn lạc không ai quản. Cả nước chia năm xẻ bảy, quân Việt nổi lên. Chỉ cần có quân, có súng, có đại pháo thì có thể chiếm một vùng đất, trở thành đại soái. Tóm lại, tôi là đại soái, anh là đại soái, kia cũng là đại soái. Các vị, có phải mọi người đợi tôi lâu rồi không? Xin lỗi nha, tôi tới đây. Đoàn kết phấn đấu, đoàn kết phấn đấu, thề chết trung thành, đại nguyên soái. Nói cho đại soái biết, hôm nay có quay hay không? Quay. Quay cỡ nào? Quay tới nhã bả. Sai, là phun máu. Quay đúng phun máu, quay đúng phun máu, quay đúng phun máu. Soái sao? Phải đó. Má, thì ra mong đại soái cũng đẹp trai lắm đó. Trời ơi, bữa nào cũng ăn tổ yến má cũng còn đẹp nữa. Cung kính đại soái. Đại soái Vạn Phúc, tôi là Trấn trưởng Trấn Thăng Quy Cầu Tiên Sai, đặc biệt tới đây cung nghênh đại soái dưới sự lãnh đạo của ba vị đại soái đây. không phải dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ba vị trưởng quan đây, tiểu nhân đã sắp xếp tiệc thọ ngày mai đâu đó tươm tất hết rồi, đảm bảo đại soái vui quên lối về luôn. Tốt, làm tốt lắm. Lý Tế Quy, Mạch Thiên Căng, Sa Nam, ba tên này làm cũng tốt lắm, không uổng công tôi bao nhiêu năm qua nâng đỡ ba con chó này ha. Cảm ơn đại soái. Nè, trước giờ bốn đại soái luôn nổi tiếng là kính tiếng gần dân, không cần phô trương quá. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều xương máu của dân, chỉ cần thực tế một chút là được rồi, có hiểu không? Thực tế một chút chứ gì. Chuẩn bị sẵn hết rồi, mời đại soái dời gót. Dời ngay. Cá khô, lạp xưởng, thịt lạp, cải bắp, trái cây, không phải dùng để cống nạp cho bổn đại soái đúng không? Dùng để cúng bái tôi phải không? Phải không? Phải không? Đại soái của Trấn Thăng Quy tất cả đều thích hợp làm bếp, mong đại soái nhận cho. Có phải anh cùng tới chạm dây được không? Đem những thứ này cho bổn đại soái, hay là giấu hết đồ ngon không muốn cho tôi ăn? Không phải đâu đại soái tôi chỉ có những thứ này thôi. Dù sao ở đây cũng chỉ là thị trấn nhỏ, bộ tưởng tỉnh thành sao mà chỉ có những thứ này thôi? Phải đó. Khu vực quản lý của ba người chúng tôi đều dính líu đến Trấn Thăng Quy, họ có cái gì chúng tôi không biết sao? Không có, hay là bị người ta thục két rồi? Đương nhiên là không có rồi. Phải đó, chỉ nhiều đây thôi à. Con người của tôi công bằng lắm, nếu không thục két không cần phải sợ, nhưng nếu ai đó thục két và bị tôi bắt được, tôi nhất định sẽ mổ bụng hắn, lôi hết ruột của hắn ra, nhét lại ruột già, ruột heo, ruột ngỗng, ruột tôm, ruột xá xíu vào trong, khâu kỹ lại, treo lên cao, phơi thì khô, nước sôi trụng 5 phút, một muỗng cà phê nước tương, một muỗng cà phê xì dầu, một muỗng canh dầu hào, một chút hành, một chút gừng, một chút dầu mè, một chút tiêu sọ, lửa lớn cách thủy, chừng nó lên 20 phút, cần qua nước lạnh một cái, rồi lên chảo đảo dầu chiên nó khoảng 20 phút, chặt nó ra 90 khúc, quăng cho chó ăn, ông thấy có được không hả? Được, đương nhiên là được rồi. Mà thắng là nghĩa đông lai, làm ơn làm việc. Dạ, đại soái. Ông chủ tiểu lầu phải không? Bụng phệ da sáng, ăn không ít đồ ngon rồi. Ê, không phải đâu đại soái tôi ăn toàn những món gia đình, không có gì ngon hết. Do, mặt mày hồng hào, mở tiệm hải vị, ăn không ít bào ngư di cá rồi. Không có đâu đại soái, tôm khô cá mặn thôi à. Chà, chiếc ban tử này lớn bằng cục đá xanh nha. Tiệm ngọc thạch của ông chắc buôn bán đắt lắm à. Không phải, đá xanh thôi, hàng đá tiên lừa đám phụ nữ thôi mà. Vậy sao? Báo cáo đại soái, tôi tin chắc mọi người ở thị trấn này không thành thật một chút nào. Trước mặt đại soái mở to mắt nói dối, tôi không biết chữ cũng biết cái này là di cá, bào ngư, tổ yến, hải sâm, tai gấu. Đó mà gọi là món ăn gia đình hay sao? Tôi không biết chữ cũng biết cái này là bông bông cá, bào ngư, không phải tôm khô cá mặn sao? Tôi càng không biết chữ cũng biết cái này là trân châu, tỷ thúy, ngọc hạch, cấm cung, chân phẩm. Mấy cái này còn giả được sao? Rẻ cái đầu ông á. Ba người làm sao giải thích? Bào ngư, di cá, nhân sâm, lộc nhung, trân châu, phỉ thúy đâu hết rồi? Nói không ra thì làm thinh. Không liên quan tới chúng tôi. Là ông thuộc két thôi à. Ông lại Trấn trưởng. Ông thuộc két, mổ bụng. Không liên quan tới tôi, là họ thôi. Bọn họ lại là họ. Mổ bụng.
dám mạo danh tôi, thục ghét, dám mượn danh tôi, thục ghét. Dám mạo danh tôi hả? Thục ghét nè. Đại soái, mấy tên này về số công phẩm tôi sẽ giải quyết cho ngài. Nhưng mà ngày mai là sinh nhật của ngài, đừng làm mất tâm trạng của ngài. Vốn chuẩn bị sẵn khuê nữ đợi ngài rồi. Nè, lập tức cho khuê nữ lên, đưa tới phủ đại soái. Khuê nữ? Làm gì có khuê nữ? Kỳ chứ đâu. Không được, bắt hết tất cả về phủ soái. Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ ngày này. Hôm nay là ngày vui mừng nhất trong cuộc đời của tôi. Cũng như có câu: gió mát lồng lộng, trăng thu vô biên, không uổng tâm trạng vui mừng của tôi, còn hơn phải sống lầy lớn. Đành rằng tôi không phải là khôi ngô tuấn tú, đạo mạo đường hoàng, nhưng tôi có tấm lòng rộng lượng, cộng thêm cánh tay mạnh mẽ. Đời người, 10 năm trước chúng ta đều là đống bùn nhơ, đến giờ phút này chúng ta là nhân thượng nhân. Cái giò heo này, tao sẽ nhớ mùi vị của mày. Đùi ngỗng quay, tao sẽ nhớ mùi vị của mày lắm. Bào ngư, tao sẽ nhớ mùi vị của mày. Gà, mùi vị phải nhớ. Tôi mãi mãi không quên cái mùi vị của con gián đó. Sao hết đây cả? Dây này không bỏ cuộc, dây sau sẽ có hy vọng. Chịu thêm một lát đi. Hết đạn hết lương thực, cho dù không bị bắn chết, chúng ta cũng sẽ đói chết. Có đồ ăn rồi. Ở chiến trường mà cũng tìm được 1001 con gián, bữa nay thịnh rồi. Mà thắng, cậu khoái ăn đậu nhất. Lúc không có cái ăn thì đúng là rác rưởi cũng thành cực phẩm. Nè, tôi đã nói, từ nay chúng ta sẽ không ăn gián uống nước bùn nữa. Từ nay chúng ta phải ăn no 3 bữa, uống rượu ngon, ăn thịt ngon, ở nhà lớn, ngủ giường lớn, ngủ giấc ngon, cả đống tiền. Vậy thì không ai có thể hù mình được nữa. Trước giờ cũng đâu có ai hù được anh đâu. Anh không hù người ta là phước đức lắm rồi. Ai, tôi cũng có thể hù được. Tôi chỉ không thể hù được 3 anh em của tôi thôi. Anh không phải không hù tụi em, anh không đành lòng hù tụi em thôi. À, làm người đừng có nham nhở quá. Nham nhở quá tôi phạt cậu uống thêm 3 ly nữa. Tôi hù mình tới chết luôn không hả? Thôi đại ca, những chuyện nham nhở này em chướng mắt dữ lắm rồi. Em lên trển trước. Nè, uống thêm chút. Nè, đi. Em uống đủ rồi, em ngủ trước. Uống nữa đi, có gì nói với tôi không? Ngủ. 3 tên này, nha, nhớ nha, giải quyết mấy cô gái đó trước đi ha. Dạ. Mấy người làm gì vậy? Đại soái chưa ngủ, chúng tôi cũng thể ngủ được. Có chuyện đó nữa sao? Dạ. Nè, bây giờ tôi cho các người chọn 2 cách. 1 là ngủ với tôi, 2 là tự mình về phòng ngủ. Ngủ ngon. Còn anh thì sao? Tôi có thể chọn 1 không? Có. Xin chào đại soái. Trấn trưởng đặc biệt mời chúng tôi tới Trấn Thăng Quy tấu nhạc chúc thọ cho ngài. Không biết ngài có thích bài này không?
trong số tất cả các nhạc cụ, tôi thích nhất chính là Gida. Đại soái, đây không phải là Gida, là sáo. Tôi không biết sao, cô không thể làm khó tôi đâu. Cô không tài nào tưởng tượng được trong cuộc đời của tôi âm nhạc còn quan trọng tới cỡ nào. Vậy đại soái thích nghe nhạc gì? Để tôi thổi cho ngài nghe. Không cần, tôi đã tập đàn suốt cả đêm, thấy hơi mệt. Nghe cô nói chuyện còn hay hơn. Mắt của cô đúng là đẹp đến nhảy cầu dao. Toàn thân cô từ trên xuống dưới, cô thích nhất là vị trí nào của cô? Đại soái nói cặp mắt thì là cặp mắt thôi. Không biết đại soái thích vị trí nào trên cơ thể của ngài? Tôi thích nhất cặp mắt của tôi nhất. Thật sự cặp mắt của đại soái rất khúc hồn. Hai mí. Mắt hai mí. Phải. Mắt hai mí của tôi được cái màu sắc đồng đều, thẳng thắn kiêu ngạo, vừa to vừa nổi bật, đạt với tỷ lệ vàng, vừa có thể phóng điện lại mãi mãi không sụp xuống. Hôm nay cô may mắn, cho tôi hôn một cái, tôi cắt hai cọng cho cô coi. Gì vậy? Hả? Trời, chiêu hút hồn đô rê mi ư ư này của cô á, đúng là thiếu một chút nội lực cũng đứng không vững. Một cô gái xinh đẹp như vậy nguy hiểm lắm. Cô có biết võ công không? Võ tự vệ cũng biết chút chứ. Chà, vậy sao được? Để tôi chỉ cô vài chiêu. Nếu người ta quơ tay phải tới, cô liền hướng qua bên trái, cúi đầu, sau đó đấm hắn một cái. Nếu người ta quơ tay trái tới, cô liền hướng qua bên phải, cúi đầu, sau đó đấm hắn một cái. Nè, thử một lần nhanh đi. Có phải như vậy không đại soái? Phải rồi. Gần như vậy. Xin lỗi nha, tự nhiên tôi tát ngài một cái. Thì trên đời này không có chuyện gì tự nhiên đâu. Cô có thể tát tôi, chắc chắn phải có nguyên nhân. Và khả năng lớn nhất, đó là càng đánh càng yêu. Nên tôi đành phải càng yêu càng đánh thêm nữa. Đến phòng mới xử lý cô. Đại soái khuya rồi, thả tôi xuống đi. Phải đó. Đừng làm như vậy mà, thả tôi xuống đi. Nếu không sẽ như con cá ương ngay. Làm gì vậy, thả tôi xuống đi mà. Trước sau cũng thả cô thôi. Đại soái à. Ê, đại soái, làm việc phải làm từng bước một, không thể nôn nóng quá. Đúng. Ba bước tán gái, nói vài câu, uống vài ly, nhảy vài bài, đêm dài đằng đẵng, từ từ mới phát huy thế giới nhỏ của chúng ta. Một hai ba cha cha cha, ba bốn cha cha cha, bùm 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 chút. Nghe tên là gì? Thì Mông Đại Đồng đó, người đẹp. Cao bao nhiêu? 1m6, người đẹp ơi. Cả đội hòa nhạc đang tấu đây, đâu cần cô thổi chứ. Không cần. Ê, đổi nhạc mất rồi. Khi nhảy, tay phải đặt lên vai của người đàn ông. Lần đầu tiên gặp mặt tôi, cô có cảm giác gì không? Tôi cảm thấy đại soái tốt lắm. Đầu to tròn, mắt thì long lanh. Lúc ngài cười thì hết sức nham nhở. Ghét lắm đó, nhưng mà tôi rất thích. Sao cứ sờ đùi người ta hoài vậy? Không thích đặt trên vai, vịn vào eo cũng được mà. Biết trước cô quý đồ mà. Nửa đêm nửa hôm y như hằng Nga cởi trăng dậy tới giường của tôi thổi Gida. Cô là ai chứ? Tại sao lại tới giết tôi? Nghĩa sĩ giang hồ, quân phiệt đáng ghét các người, mọi người ai cũng căm ghét.
Có tập thể dục nha, săn chắc lắm. Ngồi hàng dài, ăn cái bánh. Trời của ông, ông không phải là môn đại đồng. Qua khỏi ngày mai thì không phải, giữ luôn tiền của tôi mới đi. Không ai được đi đâu hết. Đừng mà. Không ngại cường quyền, chết không đáng sợ. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ không cho ông làm hại họ. Đứng lại, nhìn lại. Không ai được đi đâu hết. Đó là không ngại cường quyền, chết không đáng sợ. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi cũng không cho ông làm hại họ đâu. Đại ca, anh sao vậy hả đại ca? Sao lại thả hồi đi chứ? Đuổi theo, đứng lại anh em. Bỏ đi. Bỏ Tự nhiên anh lại thả phản tặc đi, vậy là sao? Nè, đương nhiên không phải rồi, anh đừng nói lung tung. Chắc chắn đại ca có lý do của riêng ảnh. Không lẽ anh biết phản tặc đó sao? Cấu kết phản tặc tội nặng lắm đó đại ca. Nè, đương nhiên đại ca biết rõ, chúng ta là lính, người ta là cướp, cũng giống như mày bắt chuột vậy. Có lần nào cô thấy mèo làm đại thoại cho chuột hay không? Mèo thì mèo, nhưng làm mèo sao mâu. Anh đã bị người ta hút mất hồn rồi, cậu không thấy hả? Đương nhiên không phải rồi, nhưng cũng chưa hẳn không phải đại ca à. Có phải anh bị người ta hút hồn hay không vậy? Nói. Nè, cho dù ba người có tin tiếng sét ái tình hay không cũng được, đích thực tôi đã bị một cặp mắt, một nụ cười của cổ và một cây di đa làm rung động rồi. Hả? Rung động cái gì chứ? Bộ ma nhập hay sao? Dê thì nói đại dê luôn cho rồi. Nè, trên đời này có trời thì có đất, có nam thì có bắc, có chính ắt có phụ, cũng như có câu cùng giới đẩy nhau, khác giới hút nhau. Huống hồ bây giờ tôi đang hút một người đẹp thì có gì không ổn chứ? Tôi cũng là một con người mà, tôi cũng cần có bạn chứ. Tình cảnh dày dà muốn kiếm một người đắp mền cho tôi cũng không có. Có phải là điều mà mọi người muốn chứng kiến không? Chẳng qua tôi muốn tô thêm chút màu sắc trong cuộc đời trắng đen của tôi thôi. Các người làm anh em cũng không ủng hộ tôi, trái lại còn muốn chửi tôi sao hả? Nè, cậu nói đúng lắm, anh chỉ dê thôi. Nhưng mà phải báo sớm chứ. Tụi em biết anh bước vào thời kỳ động dục, tụi em sẽ kính lão ngay. Để anh một tiếng còi hiệu liền tung gió ngựa phi. Rốt cuộc là có tin hay không? Tin. Tin thì lớn tiếng một chút nữa. Tin. Được, không cần nói gì hết. Nè, ngày mai là ngày cuối cùng tôi làm đại soái, chúng ta phải thật vui vẻ, giữ luôn bữa tiệc thọ, chơi cho đã, sau đó tiếp tục cố gắng. Trước sau cũng có ngày, tôi sẽ làm đại soái thật cho mọi người thấy, có được không? Quang hô đại ca. Quang hô đại soái. Là quang hô đại soái ca. Đại soái ca nghe hay hơn đó. Quang. Lúc nãy cũng may có cô thôi. Đừng nói nhiều nữa, anh ráng thêm một lát đi, tôi sẽ chữa cho anh. Có phục kích. Chạy thôi. Làm gì vậy? Không tốn tiền mua đạn sao? Anh chuẩn bị không cần xài tiền nữa, xài tiền âm phủ đi. Mong đại soái đã tới. Mong đại soái. Binh Nhất Địch Kỳ có mặt. Binh Nhất Mạnh Thắng có mặt. Binh Nhất La Nghĩa có mặt. Địch Kỳ có. Cậu mặc bộ đồ đại soái của tôi có thoải mái không? Dạ, thoải mái lắm, đại soái. Cậu đóng giả chức đại soái của tôi có thú vị không? Thú vị lắm đại soái. Chẳng phải đại soái cho tôi 3 ngày chơi sao? Sao bất thình lình xuất hiện vậy? Bởi vì cậu chơi đủ rồi. Người đâu? Cởi bộ đồ đại soái của nó ra, bắt hết 3 tên này. Sao lại bắt chúng tôi chứ?
nhà mổ còn độc lắm, cậu biết rõ hơn ai. Cậu nói với tôi, hôm qua có phải có phản tặc tới ám sát tôi không? Tức là ám sát cậu đó. Không thể ám sát tôi tức là không thể ám sát ngài. Vậy đám phản tặc ở đâu? Cách đây một tiếng đã chạy thoát rồi. Chạy thoát rồi? Chạy thoát rồi có nghĩa là sao hả? Chạy thoát rồi tức là thoát chạy rồi, tức là rồi chạy thoát, tức là thoát chạy rồi, tức là rồi thoát chạy, tức là chạy thoát rồi. Chạy thoát rồi, chạy thoát rồi, hay là thả chú đi. Báo cáo đại soái, đám phản tặc thật sự hung dữ lắm, cải trang làm đội nhạc. Chúng tôi cũng xém chút bị trúng kế, đừng nói là bắt bọn chúng, chúng tôi không chết cũng coi như may mắn lắm rồi. Cậu tưởng là tôi điên sao? Từ đầu tôi đã biết là có phản tặc tới ám sát tôi rồi, cho nên tôi mới bắt cậu ra chịu thay thôi. Cậu tưởng tôi cho cậu tùy tiện chơi đùa ở đây sao? Cậu có thể bắt được đám phản tặc đó, nhưng mà cậu cố tình thả chúng đi. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Ngài, ngài đúng là không phải thử tôi sao? Ngài bắt tôi ra chịu thay sao? Hả? Cậu nghĩ là bản thân cậu đang hên may mắn vậy sao? Cậu nghĩ là tôi làm gì quan đường vậy sao? Cậu động não suy nghĩ lại đi, đồ ngu. Đại soái gửi điện báo cho chúng tôi, thì chúng tôi coi anh như đại soái vậy. Suy nghĩ một chút cũng biết đây là kế hoạch sáng suốt của đại soái rồi. Chẳng phải anh giỏi lắm sao? Hay cha, lần này đúng là bắt con chuột vào lu gạo rồi. Thả phản tặc, không chừng từ đầu bọn chúng đã cấu kết rồi đó. Anh kích hoạt được đại não rồi mới tính đi. Nếu cấu kết thì tôi đã đợi đại soái mới ra tay chứ. Không lẽ tôi thông đồng với đám phản tặc để ám sát bản thân tôi sao? Đúng là ngu ngốc, đầu không dính não. Đầu tôi không dính não tức là nói đại soái. Đại soái nói sao thì nghe vậy thôi. Cần gì nói chứ, rõ ràng cống phẩm đó tặng cho đại soái mà. Một mình anh ôm hết, luôn cả khuê nữ anh cũng không từ nữa. Chỉ tính chuyện thục két thôi, anh đã đủ tội chết rồi. Anh khoan nói đã, bây giờ khoan nói đã. Bỏ hết đi, nói lại từ đầu. Hay là vậy đi, đại soái, thả chúng tôi ra, sau đó tôi bắt hết phản tặc này về cho ngài lấy công chuộc tội. Vậy đi nha. Không cần đâu, tất cả tôi giết chết hết rồi. Lần này phó quan giỏi lắm, đuổi theo đám phản tặc giết hết tất cả. Lần này đúng là lanh nhất. Cảm ơn đại soái. Sao hả, hết chuyện đó rồi phải không? Mổ bụng đi, lôi hết ruột gan ra. Nhét đầy bụng rồi treo lên cao đi. Hôm nay là ngày vui sinh nhật của tôi, đừng có phạm sát giới như vậy. Thì đó, ngày vui thấy máu thì đụng ầm ầm rồi tự hại bản thân sao? Cảnh báo làm gương là được rồi hả? Đúng. Sau 10 giờ tất cả bùm bùm. Tôi thì không sợ chết rồi, chỉ sợ chết không có giá trị thôi. Ra trận chỉ bằng một phát bắn trúng đầu cũng không thành vấn đề, nhưng bị người ta vu khống là bao che phản tặc, bị người ta lừa một cú như vậy, tôi không cam tâm. Có gì mà không cam tâm chứ, thế gian này là vậy đó, kẻ xấu lên nắm quyền hết. Chúng ta không gian bằng chúng, không hèn bằng chúng thì chấp nhận thôi. Chấp nhận thì tôi không chấp nhận rồi. Nếu cho tôi chọn một lần, tôi cũng chọn như vậy. Mở nắp. Dạ.
Mọi người có biết tại sao tôi lại mang quan tài ra chiến trường hay không vậy? Tôi biết nha đại soái. Nếu thua thì tôi nằm, nếu thắng thì đối phương nằm. Thử hỏi có sướng hay không hả? Cậu cười cái gì? Cậu có tư cách cười chung với tôi hay sao? Cậu mặt mày nhăn nhó, cậu muốn khắc chết tôi hả? Cười. Đó gọi là cười hay sao? Cười thành tiếng. Lớn tiếng một chút. Lớn tiếng chút nữa. Chút miệng. Thành đáng chết này. Mày đúng là một thằng vô tích sự mà. Bây giờ tao cho mày một cơ hội. Lôi cái xác này treo lên giữa cửa thành. Coi giá lắm đó nha. Không phải ai cũng được đâu hả? Thành thật cảm ơn ngài, mong đại soái. Thúi đến chịu không nổi luôn. Ê, thằng đáng chết, khoan đã. Tôi nhớ cái thằng khốn này rồi. Chiếc vòng mà hắn đeo đẹp vô cùng. Nè. Ồ, chặt tay của nó cho tôi. Lấy chiếc vòng của hắn đem rửa sạch đem tới cho tôi, nhanh lên đi. Dạ. Phó quan. Dạ. Đem mấy vợ bé mới bắt về đó, kêu họ tắm rửa sạch sẽ trước đi. Hả? Dạ biết. Nè nè nè, ngắm thêm một lát đi mấy thằng ăn mày. Kiếp trước chưa thấy đồ đẹp gì đâu. Đại soái, địch kỳ đây. Đem vòng tới cho ngài nè, rửa sạch rồi. Đại soái. Đại soái. Tôi vô nha. Đại soái. Không có đây. Wow. Đại soái đúng là đại soái. Quân phiệt đúng là quân phiệt. À, có kìa. Ác ôn đúng là ác ôn. Wow. Cô của đúng là cô của. Có cần nhiều vàng bạc châu báu vậy hay không? Nhiều đến nỗi quăng lung tung luôn nè. Là vàng. Là vàng nè. Đồng hồ này quý thiệt đó. Nè, đồng hồ không xứng với cậu đâu, xứng với tôi hơn. Thì anh là cu li mà cần gì đeo đồng hồ? Cu li không cần đeo đồng hồ sao? Ban ngày thì giác gạo, ban đêm thì về ngủ, cần gì biết thời gian? Cũng đúng ha. Wow. Đại ca, anh đúng là bẩm sinh có tướng đại soái. Tương lai có số đại soái đó. Có biết là tại sao tôi thích mang quan tài ra chiến trường không? Sao vậy đại soái? Nếu thắng thì đối phương nằm, nếu thua thì tự mình nằm sung sướng vô cùng. Cậu có tư cách cười với tôi sao? Có phải muốn khắc tôi chết không? Mới gọi là cười sao? Cười vui vẻ một chút. Cười thành tiếng. Đúng là vô tích sự mà. Tôi đâu có khóc đâu hả? Anh không khóc hả? Em thấy anh ngậm chặt hai giọt nước mắt đứng. Bốn giọt nữa là khác. Đâu ra hai giọt nữa vậy? Có hai giọt tôi ngậm sẵn cho cậu. Bây giờ đánh đến cậu khóc. Chết rồi. Lát nữa tôi phải trổ tài, giết hết đám vợ bé đó, không chừa manh giáp nào. Đại soái. Hả? Thuốc đây. Thuốc. Ờ. Còn một bức mật hàm cần đích thân ngài đọc. Được. Lập tức kiếm hai vợ bé vô đây. Nhanh lên cho tôi. Hả? Đi đi. Dạ biết đại soái. Hổi thêm hai lần gió mát đi. Quay trở vô, gần như có thể hốt xác ông rồi. Chạy. Nhanh lên, hai người dắt hết ông lên. Đông Lai, cậu ông chặt lưng. Sau đó, dạ. sau đó cố lên đại soái. Xong hết chưa? Dạ. Đại soái. Kêu người thì không có người. Cậu lết đi đâu chứ? Thật ra nếu không có họ thì Đại soái, thật ra lúc nãy thì
Thật ra lúc nãy thì tôi thật ra lúc nãy cậu có thể quay lưng bỏ đi, tôi sẽ hết dương thọ xuống âm phủ. Nhưng mà cậu không có làm như vậy. Tôi nói cho cậu biết, thật ra lúc nãy cậu làm như vậy là chính xác vô cùng. Bởi vì tôi sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh. Cậu thích cải trang thành tôi chứ gì? Được, tôi sẽ cho cậu giả làm tôi. Tôi làm đại soái. Đã nói cho người ta làm 3 ngày, vét cũng chưa vét được nhiều, quay cũng chưa quay hết mình, tự nhiên lấy lại, động tới sự gân của đại soái người ta, đúng là chưa thỏa mãn. Đại ca không nên chỉ làm 3 ngày, anh phải làm 300 ngày, 3000 ngày. Đại ca có gì không sánh bằng Mông Đại Đồng đó chứ. Còn ngồi đây mơ giấc mộng xuân thu nữa. Làm đại soái giờ kiếp sau đi. Tất cả cũng tại tôi thôi. Không tại tôi thả cô gái đó đi sẽ không liên lụy mọi người. Đại ca, anh em bao nhiêu năm nay, không cần nói những câu này. Đại ca, một ngày làm anh em, suốt đời cũng là anh em. 4 người chúng ta kiếp sau cũng là anh em với nhau. 4 người? Đông Lai đâu? Phải hả? Bình thường cậu ta im hơi lặng tiếng, không để ý cậu ta không ở đây. Cậu ta không ở đây hồi nào vậy? Chúng ta đi. Đi. Đứng lại. Cẩn thận. Đuổi theo. Mạc Thắng không sao chứ? Ráng lên. Mạc Thắng, nghỉ một lát đi. Ráng lên anh em. Đi theo tôi. Cô nói theo thì theo sao? Tối qua cô mới ám sát chúng tôi, ai biết cô có tiếp tục không? Nếu anh ta không rút đầu đạn ra, không thể cầm máu thì sẽ chết. Tin tôi hay không, mọi người tự quyết định đi. Tôi tin cô. Cô là bác sĩ sao? Có học chút y tế. Đúng ra tôi muốn làm bác sĩ, nhưng cho dù tôi cứu bao nhiêu người cũng được, cũng không bằng đám quân việc giết nhiều người. Tôi chỉ có con dao, không có gì hết. Thuốc gây tê cũng không có, anh sẽ rất đau. Làm đi. Đầu đạn găm sâu lắm, phải khoét sâu hơn nữa mới nhìn thấy đầu đạn. Anh sẽ rất đau đó. Đừng có nhiều lời quá. Sao hả? Đủ sâu chưa? Không đủ thì cho sâu hơn. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy đầu đạn rồi. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Sao cô lại giúp chúng tôi chứ? Bởi vì tôi biết các người không phải là người xấu. Anh em của tôi bị người do Mông Đại Đồng phái tới giết hết tất cả rồi. Chỉ còn một mình tôi may mắn thoát chết. Tôi biết Mông Đại Đồng thật đã tới. Tôi định đi ám sát hắn thêm lần nữa, trả thù cho anh em của tôi. Hôm đó họ giam 3 người chúng tôi trong phòng, tôi sợ muốn chết được. Nhưng sau khi ăn cơm xong thì họ bước vô kêu chúng tôi về nhà, không xảy ra chuyện gì hết. Trên đường tôi tới phủ đại soái, tôi đã gặp một người. Tôi nhận ra người đó là Kỳ Kỳ, là một trong các cô gái bị các người bắt đi. Đuổi theo. Ít ra tôi biết các người không phải là đồng bọn của Mông Đại Đồng, cho nên tôi đi theo các người. Cô có thể giúp gì được hay không? Tôi thật sự không có gì có thể đưa cho cô, chỉ có thể nói thêm một câu cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Đừng đi lung tung nữa. Về tìm người nhà của cô đi. Người nhà? Nếu tôi có, tôi có ghét quân phiệt tới như vậy không? Tôi phải làm việc rồi, tôi đi đây. Đại ca, bây giờ tính sao đi? Đi đâu bây giờ? Chỗ Mông Đại Đồng, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. 4 người chúng ta ngoại trừ đánh giặc ra không biết gì hết. Không lẽ quay về quê cày ruộng thật sao?
Về quê, còn ai đâu mà về. Ở quê, kẻ thì chết, người thì bỏ đi. Bốn cô nhi chúng ta đánh tới sống chết. Kết quả thì sao chứ? Kết quả là công cốc thôi. Đại ca lên tiếng đi. Về phủ đại soái. Không phải anh chứ, bây giờ còn quay lại đó nữa. Mong đại đồng đó của chúng ta là kẻ thù thai đã đành rồi, còn qua cầu rút ván muốn lấy luôn mạng của chúng ta. Cậu có cảm thấy tức không? Tôi thì tức lắm. Tôi không quay lại môi hắn một mớ, tôi không bỏ qua đâu. Nè, chúng ta là những kẻ đào tẩu thôi, làm sao quay lại chứ? Mèo có chính mạng sống, còn chúng ta là người mà. Lần này không bỏ mạng là may mắn lắm rồi, còn quay lại nữa, có phải lú lẫn rồi không vậy? Tự chuốc lấy thôi. Đại ca, em đi với anh. Nè Mã Thắng, cậu mới bị người ta bắn một phát còn cắt thêm vài nhát nữa, cậu làm sao đi đây? Mạng của tôi do đại ca lượm lại, tôi đã xác định sẵn sàng trả lại cho anh. Tôi thì theo chắc rồi đó, còn hai người. Dù sao tôi cũng không biết đi đâu, cùng đi tìm tương lai đi. Quay lại môi của hắn một mớ, dành phần em. Được. Đi. Hôm nay tôi dùng đầu trọc của tôi cá với mông đại đồng. Tôi sẽ dùng đầu trọc của tôi cá với ông trời. Này, giống dĩ không có gì hết mà. Bây giờ tôi không có gì để thua nữa, phải không? Cùng lắm thì quay lại nguyên hình thôi, cùng lắm thì chết thôi. Mạng định sẵn rồi, vẫn khó đổi. Ba suy sáu dường, khó nắm bắt, thua thoải mái. Người phàm tục, đóng vai hòa thượng, ăn thịt chó, dương thọ tận, xuống âm tàu, sống vui chết sướng, vốn đã định. Dương thọ tận, xuống âm tàu, sống vui chết sướng, vốn đã định. Cho dù chết, tôi cũng phải chết thật quái phong, quái đến phun máu. Phun máu. Cho trưởng quan, chú Long để lại vũ khí. Có chuyện gì không? Đại soái kêu tôi tới chụp hình. Trong đó là cái gì? Mở ra coi thử đi. Là phim chụp. Phim chụp mở ra sẽ bị phơi sáng. Anh vô hỏi lại đại soái trước đi. Thôi được, anh vô đi. Sao đột nhiên đám lính đi đâu hết vậy? Giao ca sao? Không có chút độ khó nào hết. Không lẽ lừa biến hết rồi? Không độ khó, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Vậy bây giờ sao? Cũng như câu, không vô hang hổ sao bắt được hổ con. Luyến tiếc đứa con thơ không thể thành tài. Phú quý hiểm trung cầu, làm người kính tiếng. Làm việc mạnh dạn, tôi không vô địa ngục thì ai vào địa ngục? Nè nè, anh giảng đạo xong chưa vậy? Giảng xong rồi, sẵn sàng hành động. Có phải hành động theo kế hoạch tất cả không đổi không? Tất cả không thay đổi, nhưng tùy cơ ứng biến. Chúc mừng đại soái. Tiếp anh ta đi. Mời mời, tự nhiên tự nhiên. Chúc mừng đại soái. Đại soái. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đại soái. Ngài quên em rồi sao? Ngài nữ nè, lần trước ngài đánh bài thua báo hại để thua em cho mặt trưởng quan, ngài quên rồi hả? Vậy sao? Một ván bài để thua một vợ bé mỹ nhân. Nhưng mà cậu ta là thuộc cấp của anh, anh muốn lúc nào thì cậu ta trả lại lúc đó hả? Nếu đại soái thích á thì cứ việc lấy đi. Đương nhiên là anh phải mang về cũ của đại soái rồi, không lẽ bắt đại soái mang về cũ của anh sao? Đại soái. Chúc ngài sống lâu ngàn tuổi, ngàn ngàn tuổi, tốt. Ủa, không lẽ hôm đó tôi lại để thua vợ bé này sao? Không phải đại soái à, em tên Thiên Kiều. Hả? Em đâu có phước đến như vậy. Nếu em thật sự làm vợ bé của đại soái, ngài đâu đành lòng để thua em cho người ta. Vậy cũng phải. Em được lòng người như vậy, anh chẳng thà thua hết gia tài, anh cũng không muốn để thua mỹ nhân đâu. Em theo Tế Quy phải không? Tế Quy là thuộc cấp của anh mà, anh muốn lấy lúc nào cậu ta sẵn sàng dâng cho anh. Nếu đại soái thấy thích
cứ việc lấy đi. Được. Đại soái, đại soái, chúc mừng ngày quân năm phát tài, phát tài lớn. Tốt. Bản thân của tôi đây rất được lòng người. Nè, chào đại soái đi. Đại soái. Trưởng quan, chuẩn bị xong rồi, có thể kêu đại soái chụp hình. Ừ. Đại soái, máy chụp hình đã chuẩn bị xong, có thể sẵn sàng chụp hình. Tốt, tốt. Nè, chụp đẹp một chút nghe. Dạ biết. Đại soái. Nè, tất cả qua đây. Hả? Người đẹp qua đây, qua đây. Mau 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 mau, mọi người chụp chung đi. Mọi được, người chụp chung. Được 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 được, được. Đại soái à, em cũng muốn chụp chung với ngài. Ê, mau tránh ra đi, tránh ra quay. Tôi giết mong đại soái thần sao.